Ừ,
Khách. Dạ. Câu. Bị chết luôn. Năm được nghỉ bù ta. Thứ bảy bình thường đi học đúng không? Rồi vô. Mà kia kìa. Đi qua đây. Đi qua kia nữa. Thế không có đất chứ không phải là à, không hiểu không lúc có một cái dạng coi anh có đó đi.
Hay quá, đó, cái đó ghê không? Có ghê nữa đó, ghê đó cũng là ghê đó. Sao nó? Cái
trời ơi, không quay lấy. Vô duyên thiệt. Vô duyên hả? Thắng thật sự một cái duyên gì vậy? Ôi, vô duyên gì? Cầm với ai mà tới đang ngon lạnh tự nhiên giao ra ngoài, nghĩ sao tới 20 giao ra ngoài. Thank you.
Ăn chậm luôn. Hay quá, hay quá. Quá giỏi, ghê quá. Năm xe hả? Năm xe được không? Xe sao? Năm xe có không? Ừ. Vô xe không? Dạ, rồi, xe phục thù của căn nhà, vô. Đánh chừng nào được anh thắng rồi thôi. Nói chung ai lên bờ xuống ruộng chả đó. Vô với sao phía ngoài được. Có.
anh còn chờ đợi gì nữa. Vương lên. Xong quá trời. Nó quấn 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 như chung kết luôn nha ông. Mới có 3-1-3 mà làm chung kết. Lâu lắm. 1-3. Ba gì có chuyện gì liên quan tới ông Cường trời. Ừ, tự nhiên ba đủ 1-3 đâu. Tự nhiên. Tự nhiên. Ta thà thôi vậy đi. Thua đúng không? Vậy đi. Tự nhiên không đánh mắc thua. Ừ. Ai chịu? 1-2 thì không nhận. Đồng ý. Mà đúng không? Ờ. Mà 1-2 thì lại chưa thua. Đúng. Mà cầu lông thì người ta thua rồi. Cầu lông thì... Đây cái lực cái tay của mình. Go. Rồi, cậu mình còn sức không? Cố lên nha.
Thật sức ao kìa anh à. Thật hết sức rồi. Còn qua đánh 5C mà làm gì đánh 5C hôm qua. Ủa Khanh nó về rồi. Khanh nè chọc tờ xe nó này. Anh Việt nói anh sợ mình đến tối lên cho mình ăn con xê. Anh Việt nói vậy á, coi dễ quê không? Hay á. Thank you.
đây năm này à. Ghê vậy. Sao ghê vậy?